JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Và công suất siêu khủng tại JK Audio cung cấp. Và với bộ combo karaoke này thì bên em tặng cho các bác một cái mic có dây và có hộp đằng trước nha. Vâng, em đã bể để sẵn ra phía đằng trước. Và bên em cũng vừa test với cái mic mà bên em tặng các bác với cái combo karaoke gia đình. Nói chung là cũng khá là chất lượng. Để đánh giá với bộ dàn như thế này thì JK Audio đánh giá rất là tốt. Vì nhất kết hợp với âm ly. Đây là dòng âm ly và là rất là hiếm ở thị trường Việt Nam. Và là âm ly video mã là DS9702. Công suất cực kỳ khủng. Và em đang phối ghép với lại một đôi loa JBL mã là KP6012. Đây là dòng loa full bass 30, một bass và một chép kèn. Vâng, với cái bộ dàn như thế này thì nó khoảng tầm chính xác ra nó vào 12.300.000 đồng. 12.300.000 đồng. Và bên em tặng cho các bác một cái mic có dây, có toàn bộ dây rắc đi kèm để kết nối. Các bác khi sở hữu bộ dàn như thế này thì các bác không phải mua thêm thiết bị nào. Vì thứ nhất, cái âm ly này đã tích hợp Equalizer, chỉnh nhạc rất là chi tiết. Và công suất khá là khủng. Về cái dòng này thì bên em bán rất là nhiều.
bên em cũng còn một số cái âm ly video đấy ạ, không có nhiều đâu các bác. Và hôm nay bên em cũng rảnh rỗi sắp cho các bác một bộ cấu hình. Với bộ cấu hình như thế này thì các bác có thể đánh được một không gian khoảng 40-50 m², đánh rất là căng, chất âm rất là rộng vì đây là cái dòng bass 80 là full, nghe rất là êm, nói chung là sống động và trung thực, nghe rất là dễ chịu. Vâng, và đặc biệt cái âm video này thì được tích hợp Bluetooth thì em cũng đang kết nối với lại cái điện thoại để kết nối không dây luôn ạ. Vâng, về cái âm video 9702 thì bên em cũng làm rất là nhiều cái video test giới thiệu chi tiết từng em quảng cáo một tí. Bên em cũng rất là chi tiết về cái dòng âm ly được sở hữu những cái công nghệ mới như thế này, được tích hợp Bluetooth, được đọc USB và thẻ nhớ, và tích hợp equalizer rất là dễ chỉnh, và có 6 đường line mic nhìn rất là đẹp. Đúng, anh ấn cho em cái quảng cáo đấy. Vâng, em mới dùng một chút volume thôi. Vâng, em quay sát lại một chút xíu cho các bác nhé. Vâng, chỉ với 12.300.000 đồng thì các bác đã sở hữu được những cái sản phẩm. Vâng, đầu tiên đó là một cái âm ly video, mã là DS9702. Vâng, đây dòng này dòng rất hiếm các bác nhé, em nhắc lại rất hiếm luôn ạ. Vâng, và một đôi loa full JBL 330, một bass và một chép kèn JBL KP6012. Các bác được tặng một mic đấy ạ, có hộp rất là đẹp, và bên em đã để kê sẵn cái điện thoại, em đặt cái lưới không dây Bluetooth. Vâng, đây cái mic đấy ạ. Vâng, mình đang vừa test karaoke xong đấy ạ. Vâng, thì đấy là những cái sản phẩm mà các bác sở hữu bộ dàn karaoke này, 12.300.000 đồng. Đôi loa JBL 6012 này, đây là dòng bên em đã thanh lý ở phía Trung Quốc. Nói chung hàng rất là chất lượng, đây là hàng nội địa xịn đấy ạ. Và một cái âm ly video, đây là hàng mới, bảo hành 1 năm. Vâng, bác nào muốn sở hữu với bộ dàn như thế này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Thịnh Ca Audio để bên em cập nhật số điện thoại các bác, và bên em tư vấn chi tiết cho các bác. Vâng, với bộ dàn như thế này các bác không phải lo nghĩ đâu ạ, rất là hợp thời đại, không phải nâng cấp, không phải mua thêm thiết bị nào nữa vì nó tích hợp equalizer rất là chi tiết đấy ạ. Và 6 đường line mic rất là nhiều. Vâng, các bác có USB, có nhạc MP3, các bác có thể cắm trực tiếp vào đây các bác nghe. Đấy, cũng rất là tiện, thời đại công nghệ số. Vâng, em cho to lên tí để chúng ta cùng trải nghiệm. Vâng, đấy là bộ dàn karaoke Zika Audio hôm nay lên cấu hình. Dùng cái dòng loa JBL mà bên em thanh lý bên Trung Quốc đây, còn khá là mới, đến 90% đấy ạ. Vâng, em nhắc lại nhé, với cái thiết bị mà bên em vừa nêu trên chỉ là 12.300.000 đồng. Các bác làm muốn sở hữu được hãy nhanh tay các bác nhé. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và hẹn tất cả các bác mọi miền Tổ quốc vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, sau cùng chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công.